về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện học, tải ngay về danh. Cô xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đến với môn văn học lớp 10, bộ sách kết nối tri thức, đến với văn bản 1, hiện tài đáng nguyên khí của quốc gia, trích Thân Nhân Chung. Một, tôi dẫu nông cạn vụng về, nhưng đâu dám từ chối, xin kính cẩn chắp tay cúi đầu mà làm bài ký rằng. Hai, hiện tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu rồi xuống thấp. Vì vậy, các đấng thánh đế minh vương chẳng ai không lấy việc bồi dưỡng nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí làm việc đầu tiên. Kẻ sĩ quan hệ với quốc gia trọng đại như thế, cho nên quý chuộng kẻ sĩ không biết thế nào là cùng. Đã yêu mến, cho khoa danh, lại đề cao bằng tước trạch, ban ân rất lớn mà vẫn cho là chưa đủ, lại nêu tên ở tháp nhạn, ban danh hiệu Long Hổ, bày tiệc văn hỉ, triều đình mừng được người tài, không có việc gì không làm đến mức cao nhất. 3. Ngay Thánh Minh lại cho rằng chuyện hay việc tốt tuy có một thời lừng lẫy, nhưng lời khen tiếng thơm chưa đủ lưu bẻ sáng lâu dài, cho nên lại dựng đá về danh mặt đặt ở cửa hiền quan, khiến cho kẻ sĩ trông vào mà phấn chấn hâm mộ, rèn luyện danh tiết, thắng sức giúp vua, há chỉ là chuộng văn xuông, ham tiếng hảo mà thôi đâu. 4. Ôi, kẻ sĩ trốn trường ốc lều tranh, phận thật nhỏ mọn mà được triều đình đề cao rất mực như thế, thì họ phải làm thế nào để tự trọng tấm thân mà ra sức báo đáp. 5. Hãy đem họ tên những người đỗ khoa này mà điểm lại. Có nhiều người đã đem văn học, chính sự ra tô điểm cho cảnh trị bình suốt mấy chục năm, được quốc gia tin dùng, cũng không phải không có những kẻ vì nhận hối lộ mà hư hỏng hoặc rơi vào hàng ngũ bọn gian ác. Có lẽ vì sống, lúc sống họ chưa được nhìn tấm biên này, ví thử hồi đó được mắt thấy thì lòng hiện tràn đầy ý xấu bị ngăn chặn, đâu còn dám nảy sinh như vậy được. Thế thì việc dựng tấm bia đá này ích lợi rất nhiều. Kẻ ác lấy đó làm răn, người thiện theo đó mà gắng, dần việc dĩ vãng, chỉ lối tương lai, vừa để rèn giũa danh tiếng cho sĩ phu, vừa để củng cố mệnh mạch cho nhà nước. Thánh thần đặt ra đâu phải là vô dụng, ai xem bia nên hiểu ý sâu này. Ngữ văn 10 nâng cao, tập 2, Nhà xuất bản Giáo dục Hà Nội, 2006, trang 41-42. Như vậy, cô vừa kết thúc văn bản 1. Văn bản: hiện tài là nguyên khí của quốc gia. Tạm biệt, hẹn gặp lại các em ở văn bản tiếp theo. Khóa học về sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.